Anh lắm là dạ chào chị, anh thích mời anh tới dạ anh thức tới chưa gì? Dạ thưa chưa. Dạ. Cảm ơn anh đến. Ủa? Dạ. Dạ, dường như là được cảm ơn. Sẵn anh ghi dùng luôn tôi luôn anh. This man is ready. Yes, I'm ready. Yeah. Rock and roll. Hi. Hi, how are you? I'm good. I'm Chapman. I'm Bill. Hi, Bill. Nice to meet you. Hi. Michelle? Michelle or Bill? Oh, I have to remember because you have the necklace on. That's very smart. Your necklace says Michelle. You're like, ah, you don't remember what you put on. Yeah, there you go, her name tag. Yeah, people you told me about my hat. Sometimes they're like, oh, I like your hat. I'm like, I don't know. I know. Hai chào mấy chú. Dạ, chúc mấy cháu ở dưới đó kìa. Dạ. Chúc mình làm ở dưới. Ok. Anh thích có nó. Ok, perfect, thank you. Dạ. Sao kìa, rồi quảng cáo cho VinFast được nhiêu tiền? Chưa có tiền. Ủa, quảng cáo sao không tiền, ngộ vậy? Cái đó đâu phải là quảng cáo. Quảng cáo thì nó phải chạy giống như là mấy cái kiểu mà chạy cái đó thì mình đi mình làm phóng sự thôi. Mà đó cũng là hình thức là mình quảng cáo cho nó rồi chứ. Tức là hay mình đưa lên là thí dụ như mình đi tới đây mình đưa lên chị Charles mà, nhưng mà chị đâu có đưa tiền gì đâu. Mình có đưa lên là vô hình chung là mình quảng cáo cho họ, đúng không? Đúng là như vậy, vô hình chung mình quảng cáo cho họ, nhưng mà còn cái chuyện mà cái điều quảng cáo như thế nào thì nó phải rất là cụ thể. Không, tôi biết, tôi hỏi, thầy hỏi vậy đấy. Cụ thể, ví dụ như là đây chị Charles chỉ mời tới, mình tới mình làm thực sự thôi. Chứ chị đâu có trả tiền, nhưng mà nếu mà chị nói bây giờ cái campaign của tôi có cái chữ Pet for by Janet Nguyễn thì rõ ràng là tôi cần chạy spot quảng cáo 30 giây chạy trong vòng khoảng chừng từ đây cho tới tháng 11 là bao nhiêu tiền thì cái đó rõ ràng. Từ xưa tới nay tôi làm toàn là tôi làm chơi amateur, tôi làm không gì tiền. Okay. Thì cái đó là anh lựa chọn của anh. Thì không chuyện lựa chọn, nhưng mà mình thì mình phải làm rồi phải ra tiền mới tiếp tục được. Nó giống như các đài thôi. CNN. Tôi biết làm YouTube từ xưa là 2004, 2005 tới giờ, nhưng mà chưa bao giờ tôi lấy tiền YouTube, bởi vì cái channel của tôi không bao giờ muốn có quảng cáo trong đó. Thì đó thì không có ai làm như tôi mà dám đi quay những cái chống vaccine này nọ. Tôi bị low account, rất nhiều account tôi bị low đó. Bạn mình có dám đi chung với tôi không? Low account là bạn mất income, đúng không? Đúng rồi. Tôi sẵn sàng hết low account này tôi bỏ account khác. Tôi chịu chơi vậy đó, tôi là tôi làm là không gì tiền đó. Anh thích phải không? Tôi thấy hai anh trên mình rồi, cái là hai người mà tôi thân thương á. Người cha này là cùng sống chết với tụi tôi đây nè, lính biệt kích dù đó. Biệt kích dù, tôi cũng biệt kích dù. Giữ, anh này là dược sĩ của 81. Giữ, mới nghe giữ cây xong nói dược sĩ thì nhân nó luôn. Nó thuốc không à? Anh sao năm nay không rên, mấy bữa năm nay không rên? Tôi không bao giờ tốt lắm cái gì anh hết á, chỉ có ở đằng sau giúp đời, giúp người mà cách tâm. Anh thấy tôi là mặc mấy chục năm ở đây chỉ có cái tâm thôi, làm việc tốt thôi. Không tranh Quân trưởng, cảm ơn cảm ơn đã tín nhiệm mời thằng em tới. Trời ơi, thằng em mình lúc khổ cũng có nhau mà lúc sướng cũng có nhau. Để mình chạy vào coi xem tình hình ra sao nhé. Chắc là cũng khoảng cỡ chừng 10 giờ. Thế à, bởi vì mình có một số khách này kia cái thứ ở đây. Dạ. Năm ngoái tháng 4 đó ở Arizona Phoenix Maricopa ngay chỗ gần nông trường á, tôi với thằng Kelly là cái thằng bạn Mỹ tôi lên đó. 2 giờ mấy là tôi có mặt ở đó rồi. 3 giờ tôi đưa lên, chưa đầy 24 tiếng là nó lô cao tôi liền. Tháng sau, tháng 5 về chỗ Bo Supervisor, chỗ Andrew Đỗ nè, vụ chống vaccine đó, lô tiếp. Nó nói tôi là vai lấy WHO với CDC guideline. Cái đó là họ là một, dù sao thì họ cũng chỉ là một công ty tư nhân, họ có luật chơi riêng của họ. Mình vô sân không hiểu nhưng ý tôi nói tôi làm thế. Đó, như bạn mình mà đi làm như vậy bị đóng áo cao là xong rồi. Nóng quá chắc phải bỏ áo rồi.
autographs right there. Hello. Nice seeing you. Good. It was my office 2 years ago. Really? So this is my campaign office. It looks so different. I know. Crazy. Well, there's less on the walls. I had all Michelle Steele sign on. Bà này là Michelle Steele nè, kìa rồi, mới từ lên. Thank you so much for helping Jeanette with this office. Jeanette's been a fighter, so yeah, she's good. So. But you and I had a connection long time. I saw you at Main Street. I'll be right there. Opposite the post room. Ở ngoài giờ này bắt đầu nóng rồi. So this is a good office. Actually, my new district is no longer. Wait, is this Lonnie Valley? This is back. I get all Fountain Valley and Westminster, but I don't get Huntington Beach. Dạ yeah, không, tôi cà phê thuốc lá là từ nhỏ lớn không có. No, thank you. Ok, chút nữa. Dạ. Cung của đạo hả? Tôi chửi ổng, tôi nhảy dù nhưng mà tôi chửi ổng. Tôi nói tôi đặt cái ông thì không biết đi đâu giờ thì hơi lạc lạc biến rồi. Chính cái bộ đầu tên thật là cái gì? Phạm Đình Cung. Thank you for watching. This video has been edited by iMovie Lord. Lam Tram. Watching, and don't forget to subscribe.